không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Hôm qua chị đã ủy thác hai công ty địa ốc ở ngoài thôn đó cho thuê căn nhà này. Em muốn tiền thuê tăng thêm một chút hay giảm một chút đây? Sao cũng được. Nhưng mà người thuê trước đây cũng không tệ. Chị đã kiểm tra giúp em. Chỉ có lò nướng bánh và microwave bị hư. Và nó đang sửa. Nè, em cứ vậy không được đâu. Hay là để Gia qua bên này ở 2 ngày có được không? Sao cũng được. Nè, bây giờ chỉ là ly hôn thôi, đâu có phải ngại tận thế. Cũng giống vậy thôi. Chồng em là trụ cột trong cuộc sống của em mà. Trụ cột cái đầu của em đó. Loại đàn ông đó bỏ càng sớm càng tốt. Em phải biết rõ, em còn có đứa em gái. Em mới là trụ cột trong cuộc sống của nó. Em chịu không nổi rồi. Chịu không nổi cũng phải tiếp tục. Nè, bắt đầu từ hôm nay, em phải vì tương lai của mình và em gái mà suy nghĩ. Chị đã nghĩ giúp giùm cho em. Em làm vợ nhà giàu lâu vậy, nhất định có để dành chút ít. Cộng thêm căn nhà trên lầu, hai chị em chắc là không phải lo ăn lo ở. Alo. Được. Tôi ra mở cửa cho hai người. Cảm ơn. Ê nè, có khách tới coi căn nhà của em đó. Em là người chủ nhà, phải coi có hợp duyên hay không. Mau đứng dậy, đứng lên. Ý cha con nó này. Cô Tô, có phải hay không? Đã coi qua danh thiếp của cô biết được cô đi làm ở xung quanh. Ở xa như vậy có bất tiện gì hay không? Dạ không sao, tôi không thích sống ở thành thị. Tôi thích chỗ này không khí trong lành, tại tôi bị dị ứng khí quản. Đúng, gọi tôi Betty là được rồi. Cô Tô là nhân viên cao cấp. Buổi tối làm thêm không phải sẽ rất khuya mới về nhà sao? Không gì, tôi có lái xe cho nên cũng khá tiện. Tôi rất là thích thiết kế của căn nhà này, rất hợp với sở thích của tôi. Thật ra các vách ngăn và trang trí đều do tôi thiết kế đó. Đúng. Sở thích của tôi và cô Du cũng khá giống nhau đó. Cô thích là tốt rồi. Vậy thì cho cô thuê, tôi có yên tâm hơn. Nhìn cô Tô cũng lịch sự lắm, chắc là khách thuê tốt đó. Hay là ngày mai ký hợp đồng đi, tôi muốn dọn vào thiệt sớm. Wow, khách thuê nhanh gọn như vậy, chị thấy vui giùm cho em đó chủ nhà. Đúng, tôi muốn chỗ này có thêm cái màn cửa để che nắng. Tại vì tôi có quen biết sư phụ sống ở gần đây, tôi muốn hẹn ổng lập tức tới đò. Vậy giao chìa khóa cho tôi, để tôi lo việc sửa sang nhà, không biết có tiện không? Cô Tô, vậy là không hợp với quy tắc. Tôi hiểu, trước khi ký hợp đồng là không tiện giao chìa khóa ra. Vậy tôi hẹn sư phụ tới đo đồ đạc trước, sau khi xong thì đóng cửa lại có được không? Cũng không sao, cô làm xong thì cứ đóng cửa rồi đi về. Ok, nhất định mà. Được, mai gặp. Cảm ơn cô. Cô là cô Du Thủy có phải không? Là tôi. Anh là... Tôi là Chấp Đạt Lại. Chấp cái gì? Chấp Đạt Lại. Tôi tới thông báo với cô, căn nhà của cô đã cầm 2 lần, đã không trả góp nửa năm. Bây giờ tôi đại diện ngân hàng tới tịch thu nhà. Trước 9 giờ sáng mai phải dọn đi. Thu nhở? Bức thư này đã viết rất rõ ràng. Cô hai à, người ta đã gửi mấy chục lá thư cho cô. Tại sao lại không mở ra coi? Nếu chịu mở sớm một chút thì đã biết ảnh gạt em rồi. Đây là thơ của anh Long, làm sao em dám tùy tiện mở ra chứ? Nè em họ, ở trên thế gian này, bệnh ung thư cũng chữa được, HIV cũng có thể chữa được. Nhưng mà ngu ngốc thì thiệt là hết cách. Em là vợ của người ta, kiểm tra tin tức điện thoại và mở thơ, em có quyền biết mà. Em đâu có cần người khác phải dạy cho em. Vậy sau này chúng ta sống ở đâu? Cũng mà là chị của em còn có căn nhà khác. Em hãy mau báo cho cô Tô biết, không cho thuê nữa. Phải báo trong ngày hôm nay. Em làm ơn được cô khóc nữa có được không? Hai cô Hồ Du phải dọn dẹp đồ đó. Ê, đúng là chìa này đó. Mở không được. Em phải mở cẩn thận chứ. Là người hay ma đây? Em không chắc nữa. Surprise, tên là Betty. Betty. À, sao chỗ này lại biến thành chỗ phong nguyệt? Con người cô thiệt gian xảo. Hôm qua nó mượn chìa khóa đo rèm cửa, hôm nay lại thay luôn ổ khóa, lại dọn vào ở. Cô Betty ạ, thì là ngại quá. Vì một số nguyên nhân tôi phải lấy lại chỗ này để tự ở, không thể cho cô thuê được. No, căn nhà này tôi cũng có thể ở. Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu. Chữ ký của chồng cô chắc cô nhận ra đấy chứ. Anh đã chuyển nhượng một nửa căn nhà này cho tôi. Tôi cũng là chủ nhà của nơi này. Anh Long đem một nửa căn nhà này chứng nhận cho cô. Ê nè, khoan đã.
Chồng em gặp khó khăn tài chính cho nên căn nhà này đã ngừng trả góp. Anh có phải thiếu tiền của không, sau đó lấy chỗ này cầm cho cổ? Không lẽ cô là chủ nợ của em? Cũng có thể nói vậy. Chồng của cô còn thiếu nợ tôi nhiều nợ tình cảm nữa đó. Ngoại tình? Hay là cô lên Facebook làm bạn với tôi đi. Nè, tôi có đăng ở trên đó rất nhiều hình. Đây là những bức hình thân mật với chồng cô. Đây là Paris, đây là Venezia, đây là suối nước nóng ở bên Nhật Bản. Vui lắm đó. Sao kia im lặng quá vậy? Cô không biết cái sự tồn tại của tôi hả? Hai người phụ nữ chậm hiểu như cô vậy, đáng đời bị bỏ rơi mà. Chậm hiểu còn tốt hơn sai lầm giống như cô. Tay chân đầy đủ mà đi cướp chồng người ta, hở ngực ra là được à? Như cô đã sai rồi. Ai nói là tôi sai lầm? Con người, trái tim và tiền của người đàn ông đều cho tôi hết. Vậy bây giờ con không phải là người thua cuộc hả? Vậy tức là nói ảnh rất thích cô, rất yêu cô phải không? Vậy xin hỏi cô lại đây để làm gì? Sao không theo ảnh đi chơi bời? Chị chắc chắn là chồng của em chơi cô chán rồi nên bây giờ bỏ rơi cổ thôi. Là tôi bỏ ảnh đó. Là tôi bỏ ảnh đồ. Vậy Long bây giờ đang ở đâu? Bỏ trốn rồi. Hồ, đáng đời, tên đàn ông bỏ trốn bỏ cô lại. Cô có biết cô là gì không? Cô mới là kẻ mới bị bỏ rơi tội nghiệp. Tóm lại căn nhà này tôi cũng có phần đó. Làm ơn cô đừng có ồn ào nữa. Các nghĩ vậy đi, nếu không tôi báo cảnh sát. Xin hỏi cô, có phải cô cần báo cảnh sát hay không? Tôi là cảnh sát, làm má lỗi, có chuyện có thể giúp cô. Bộ bà đàm lớn lắm sao? Ma đàm tuyệt đối không lớn lắm, nhưng tôi nghi cô mãi dâm trong căn nhà này. Chắc sẽ làm được thôi. Làm được mà. Quê, trùng hợp vậy. Xin chào. Chào. Hai. Bạn của anh à? Ừ, phải. À, tôi với luật sư Âu Dương là bạn từ nhỏ, thân lắm. Không phiền anh chứ? Anh Hồ, sắc mặt tệ vậy. Tôi còn tưởng ông gì chuyện bãi công mà phiền não vậy chứ. Hả? Tôi đang bàn việc với ông Hồ, muốn tán dốc, tôi gọi cho ông. Ông Hồ, hình như sắp tới đại thọ của ông ha. Nếu tới đó cái đám người ở ngoài trước cửa nhà ông ném tiền am phủ và lấy hình giấy đốt để mà chúc thọ ông thì là rất là xui xẻo đó. Huy. À, thật ra tôi không có đi học nhiều như là Âu Dương, nhưng mà tôi có điểm quan hệ rộng lắm, lưỡng đạo trắng đen tôi đều quen biết. Nè, tôi nhận được tin tức có người cố tình trả tiền cho bọn lưu manh, giả làm công nhân, mắc cá giả ngọc, ở trong đó gây chuyện, cho nên mới có cái chuyện lấy đá quăng vào xe của ông đó, có biết không? Tin tức của ảnh đều là bịa đặt. Ê, sao cũng được. Dư luận thì ủng hộ công nhân, truyền thông thì thích giúp đỡ người yếu. Bây giờ đây là đang mắng ông Hồ là ông chủ vô lương tâm đó. Nếu như là truyền thông biết được cái chuyện mắc cá giả ngọc, đừng có nói là danh dự của ông mất hết. Tới lúc đó khẩu phí của đại ca quốc tế cũng chịu ảnh hưởng lớn lắm. Ảnh đang bịa đặt thôi. Bịa đặt cái gì? Anh quen biết tôi lâu như vậy á, biết tôi thường giúp đỡ người khác rồi. Ông Hầu à, nói chuyện lâu như vậy mà tôi chưa có giới thiệu. Tôi là Hầu Đức Sĩ, là một nhân viên hòa giải. Đây là danh thiếp của tôi, xin ông chỉ giáo giùm cho à. Anh là hòa giải viên à? Đúng rồi, chỉ cần ông Hầu chịu tâm bình khí hòa ngồi xuống, bàn lại với đại diện công nhân, tìm ra giải quyết hai bên có thể chấp nhận được, sự việc sẽ được giải quyết. Thái độ của ông cứng rắn, hai bên cứ xung đột thì đâu có ích lợi gì đâu chứ. Thiệt ngại quá ông Hồ, thì ra bạn của tôi đang câu khách. Nè ông Hồ, suy nghĩ kỹ coi, hai bên cứ kiên trì, tìm ra một người thứ ba trung lập, tìm ra một phương cách hai bên đều thắng thì hai bên đều tốt rồi. Đúng là tốt thiệt, nhưng sao phải kiếm ảnh? Bởi vì tôi là người thâu lỗ, nên đối phó với người thâu lỗ tôi rất có cách mà. Đây là xã hội có pháp luật, pháp luật vẫn là phương pháp tốt nhất. Ý, không ngờ người ta bảo thủ như vậy, tư tưởng lỗi thời. Có thể ông Hồ đây không ngại dùng tiền để mà giải quyết vấn đề, nhưng mà ông đây là hiền đạt của xã hội, danh dự là quan trọng nhất. Bây giờ mọi người đều nghiêng về một phía, mắng ông là ông chủ vô lương tâm. Nếu như đột nhiên nói ra đồng ý để mà hòa giải, nguyên một hình tượng lập tức trở nên sáng lạng. Ông Hồ, ba tấc lưỡi của anh vẫn chưa đủ trình độ. Ý giờ phải rồi, trời ơi, sốt rồi đó. Phải mà. Chú à, cháu nghe được tin tức, một công ty kiến trúc dưới trướng của Hồ Quý Vinh định tuyển công nhân, tìm đám công nhân khác thay thế chúng ta. Không phải đâu, đây không phải là thất nghiệp mà sao? Lội công đi, công ty mất hết tiền, chúng ta xông vào trong chiếm lại công trường. Đúng rồi. Cái tên Hồ Quý Vinh này còn thiếu tôi một mạng đó, còn nhẫn tâm diệt trừ tận gốc. Chúng ta xông vào trong. Im lặng đi. Anh em nghe tôi nói. Đi ca. Anh em cứ bình tĩnh. Xông vào trong như vậy không phải là cách đâu. Này chú Hòa. Gì? Tìm một chỗ ngồi xuống bàn bạc đi. Tùy anh.
Nè, mọi người hôm nay làm rất tốt, chặn hết lối vào, không thể làm việc được. Mọi ngày thiệt hại ít nhất là 100 ngàn. Hay lắm. Nếu như làm vậy tốt thì đừng có đợi nữa, tìm hai chiếc xe chở cát xông vào đó, tiêu diệt Hoàng Long, đụng hư cổ môn, sau đó ở đó cản. Tới lúc cảnh sát tới không làm gì được ta. Hay. Nếu có gì bất ổn thì phóng hỏa đốt xe, bất quá thì ôm nhau cùng chết thôi. Đốt xe. Nhưng mà có hai vấn đề chúng ta phải cần giải quyết trước. Chuyện gì nữa? Thứ nhất, chú Hòa, chú quan hệ rộng, tìm được hai chiếc xe chở cát hay không? Không thành vấn đề. Đúng, hay lắm. Tốt. Thứ hai, chúng ta cần có hai người sĩ tử để mà lái xe. Sĩ tử? Tôi không có bằng lái xe hạng nặng. Mọi người đều biết tôi là ghép sắt, làm cái gì biết lái xe chứ. Vợ của tôi vừa mới vô nhà thương sắp đẻ con. Đại ca, em không có bằng lái. Nếu như có bằng lái, em đã sống tầm vô đó rồi. Khỏi cần phải nói, tôi một thân một mình không ai lo lắng, sợ gì. Quý à, giỏi. Tôi cũng đã từng tuổi này rồi, tôi đi với cậu. Được. Vậy thì tốt, chúng ta có sĩ tử rồi. Nhưng chúng ta không để sĩ tử hy sinh vô nghĩa. Nè, tôi sẽ thay bọn họ góp phí ăn gia. Tôi góp trước 2.000 đồng nè. Đại ca góp 2.000, tôi góp 300. 2.300 rồi. Gần đây không có việc làm, tôi chỉ còn có 20 đồng. 2.320. Tôi góp 100 đồng. 2.420, chia cho hai, mỗi người sẽ được 1.210 đồng. Còn các anh, nguyên giờ sẵn của tôi chỉ có 200 đồng, con trai còn chưa đóng tiền học phí nữa. Mọi người cũng biết má của tôi đã vào viện dưỡng lão, mà số tiền đó không đơn giản đối với tôi. Tôi bị thiếu lương mấy tháng trời, tiền sinh hoạt trong gia đình còn không có, tôi làm gì mà có tiền. Không có tiền để xài cũng mặc kệ nó đi, tôi vẫn làm. Quy à, cậu quả nhiên là anh em tốt. Ê, nhưng thật ra chỉ là món ăn nhẹ thôi. Đúng, tông cửa nhôm đó nhiều nhất là quỷ quại hành sự mà thôi. Phạm tuân thủ hành vi chạy không thoát rồi. Nè, nhiều nhất là ở tù 1 năm vài tháng thôi. Lỡ như ngoài cửa có người thì cứ tông cho nó chết luôn, sợ gì. Ở Hồng Kông không có án tử hình đâu. Nhiều nhất ở tù mấy chục năm thôi, anh còn trẻ mà. Sau khi ra tù có thể xin việc quét nhà rửa chén, cần gì sợ. Thật ra tôi chỉ bị thiếu 6 ngày lương, phải ngồi tù thì hơi quá đáng. Vẫn phải bình tĩnh thì tốt hơn. Thật ra ổng chỉ là thiếu 3 tháng lương thôi. Tôi gặp không có gì chứ là 2 tháng. Nè, chú Hoa là nhiều nhất 4 tháng. Hoa, wow, 4 tháng lương hả? Gần 100.000 đồng đó. Chú Hoa, không phải chú không đau lòng chứ? Chú không phải đã nói là muốn tông vào đó, tông chết Hồ Quý Vinh luôn sao? Đương nhiên là muốn rồi. Có tiền cũng phải có mạng hưởng chứ. Chỉ biết nói suồng thôi. Là thiệt đó, chú Hoa nói rất đúng. Vì mấy chục ngàn mà mất hết nửa đời còn lại thì không đáng. Tôi cũng muốn nhìn con của tôi khôn lớn. Wow, đúng là nhìn con lớn quan trọng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là anh không có đâu. Đương nhiên là chúng tôi vẫn muốn lấy lại tiền, có đúng hay không hả? Quan trọng nhất là có việc để làm, có đúng không? Đúng rồi. Tại sao các anh không có phải là muốn giết Hồ Quy Vinh, có đúng vậy không? Vậy là muốn lấy tiền lương rồi tiếp tục làm nữa, có đúng vậy không chứ? Đương nhiên. Nếu là như vậy thì cũng đâu có cần phải kích động dữ vậy chứ. Luôn luôn có cách giải quyết đó mà. Vậy thì hắn cũng phải chịu bàn với chúng tôi mới được chứ. Nếu như ông ta chịu bàn thì sao? Nếu như ông chịu, tôi nhất định bàn với ông. Như vậy thì được rồi, tôi có cách làm cho ông ta chịu đàm phán với mọi người. Ý, Âu Dương, anh ở đây đúng lúc. Thư ký Ada của ông Hồ mới sáng sớm đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại tìm anh. Ngày mai có buổi họp hòa giải, anh không thể không đi, nhất định phải có mặt mới được. Cô đã liên lạc với tôi, cảm ơn. Quay lại vấn đề, tại sao trải qua nhiều chuyện, sao đột nhiên lại biến thành hòa giải? Anh muốn biết à? Hầu Đức Sĩ đã giúp cho công nhân tìm pháp viện tiến hành tố thường dân sự với ông Hồ. Tố thường dân sự? Tôi hiểu rồi. Vụ án dân sự thì nhất định phải hòa giải trước. Chiêu này thiệt là thông minh. Biến tướng thành ông Hồ, nhất định phải đàm phán với công nhân. Lợi hại. Anh ngưỡng mộ ảnh còn học pháp luật để làm gì? Tôi cho anh biết, có tôi ở đây, tôi sẽ cung cấp ý kiến pháp lý cho ông Hồ, bảo đảm lợi ích của người đương sự. Cho nên tôi bảo đảm hòa giải này có thể mở được, nhưng chưa chắc là bàn được. Ồ, anh muốn giả hòa giải hả? Có cần micro không? Nói lớn tiếng làm gì? Nè, nè, người ta cố tình hẹn em ra đây để thư giãn, mà em lại khờ khờ như vậy. Ăn chút gì đi. Ê, nè, 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 nè. Hôm nay tin tức buổi sáng nói cuộc bãi công của địa cao quốc tế phải tiến hành hòa giải, thì ra là cử hành ở đây. Hèn chi có nhiều phóng viên. Lại là Hầu Đức Sĩ. Thật ra cái gì cũng liên quan tới ảnh. Nha, nha.
Lâm thì ra vẫn luôn gạt mình. Nói đi công tác thì ra là đi tìm cổ, lại còn tự chụp làm ra vẻ ngọt ngào lắm. Em coi từ tối qua tới giờ không mệt sao? Không thấy khó chịu à? Em chính là muốn khó chịu, khó chịu cho tới chết mới bỏ cuộc. Thôi em đúng là thiểu năng. Em không phải thiểu năng, em là ngốc. Em vừa ngốc vừa thiểu năng. Cái gì mọi người? Xin mời. Ờ, được. Xin chào, chào mọi người. Xin chào. Mà coi, thế nào? Còn sáng sớm, chắc chắn là mọi người vẫn chưa ăn sáng ha. Hay là uống cái gì trước đi, cà phê hay là trà? Không cần đâu. Đừng khách sáo, coi như đang ở chỗ của mình thì được. Được rồi, tự nhiên nha. Ông Hồ, bên ngoài có người nói giao thức ăn tới. Được, đúng lúc đó, là tôi kêu đây. À, cô thư ký à, làm việc cô mời ông ấy vào đây đi. Wow, bánh mứt, trà sữa, được tất rồi, cả đều đầy đủ. Chú lợi mua đầy quá nhiều hả? Nè, tự nhiên đi. Tôi còn tưởng là đang giỡn nữa chứ. Mỗi sáng sớm có bữa ăn sáng lại còn có trà sữa. Nè. Có đầy đủ. Phòng vệ sinh. Thì ra bọn họ quen biết nhau. Hèn chi. Mọi người đều đã có thành ý mới ngồi xuống cái bàn này. Vậy hai bên lần lượt tuần thực lại suy nghĩ và ý muốn của mình đi. Hả? Nhị Phan, thực chất là công ty con của tập đoàn Địa Cao Quốc tế. Con trai thiếu nợ chính là do má của nó dạy không tốt. Má nó là bà nhà giàu, có phải có nghĩa vụ trả nợ cho con hay không hả? Objection. Quan niệm của ông là sai lầm. Người con giết người, người mẹ không thể đi tù thế. Hơn nữa, Nhị Phan là công ty độc lập, tài chính độc lập, nó thiếu nợ, không liên quan tới Địa Cao Quốc tế. Nơi này không phải là tòa án, tôi không cần phải nhắc nhở anh đâu. Trong lúc một bên đang tường thuật, một bên lắng nghe, nhất định không làm gián đoạn, bởi vì đây là lễ phép và tôn trọng căn bản. Tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc ổng để ổng không nói sai. Về chuyện này, tôi cho là... Excuse me. Chỗ này đúng y như là mê cung. À, phòng hội nghị. Sao vậy? Lần đó thiệt là cảm ơn anh. Thì ra quan hệ với ảnh với Hồ Quý Vinh tốt vậy. Nếu như hai bên cũng đã biểu đạt được ý nghĩ và ý muốn của mình, tôi thân là hòa giải viên, tôi rất là trung lập, tôi sẽ không nghiêng về bất cứ bên nào. Đừng có tên ảnh. Ảnh và Hồ Quý Vinh có qua lại với nhau. Nè, cô đừng nói bậy nha. Tôi nói bậy? Tôi chính mắt nhìn thấy Hồ Quý Vinh nhét tiền cho ảnh. Lần đó thì cảm ơn anh. Nếu như anh giúp nữa, nè, gặp đi. Không cần gấp như vậy đâu. Nên mà. Vậy thì vào trong diễn luôn phần còn lại đi ha. Đó là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Một sự hiểu lầm. Đoạn phim qua lại chính là sự thật.
Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.